Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Như các bạn đã biết thì các sản phẩm của Apple luôn luôn được mọi người săn đón, không chỉ bởi vì cái thiết kế vô cùng là sang trọng của nó mà nó còn mang đến một cái sự mượt mà trong hiệu năng. Tuy nhiên ấy thì không phải ai cũng có một túi tiền rủng rỉnh để lúc nào cũng mua hàng brand new 100%. Chính vì thế mà đã có rất là nhiều loại hàng ra đời. Điểm qua nhá, chúng ta có hàng line new này, hàng cũ này, xong hàng trả bảo hành này, xong còn có hàng lock này, và bây giờ thì đang là cơn sốt hàng CPO. Thế thì CPO là gì? Và CPO nó sẽ có những điểm gì khác biệt so với cả brand new? Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng giải đáp thắc mắc này nhé. Thế thì câu hỏi đầu tiên, CPO là gì? Thì CPO nó là một cụm từ viết tắt của Certified Pre-Owned. Đây là một mặt hàng hoàn toàn mới được Apple tạo ra từ những linh kiện chính hãng. Chính vì thế mà nó sẽ nhận được cái gói bảo hành 12 tháng từ Apple. Ok, nói như thế này cho các bạn dễ hiểu nhé. Apple sẽ gộp lại các linh kiện của các máy cũ này bị hỏng hoặc là bị trả lại, để từ đó họ sẽ tạo ra một chiếc iPhone hoàn toàn mới. Và các bạn sẽ có được một chiếc iPhone có bảo hành 12 tháng và có những cái phụ kiện hoàn toàn là chính hãng, không khác gì so với cả hàng brand new cả. Thế còn hàng refurbished thì sao? Nói chung ấy thì cái hàng CPO và hàng refurbished thì nó là như nhau. Chúng đều được Apple thu lại rồi sau đó bán ra với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng brand new. Như bạn có thể thấy thì hiện nay trên tay mình đang là hai chiếc iPhone 7 Plus. Bên này là iPhone 7 Plus hàng brand new, đã bị bóc siêu rồi. Còn bên này là iPhone 7 Plus hàng CPO. Đó, như các bạn có thể nhận ra thì nó rất là dễ dàng để có thể nhận ra hàng CPO. Về phía này thì sẽ là dòng chữ iPhone 7 Plus, còn bên dưới sẽ là dòng chữ Certified Pre-Owned. Thế đâu là điểm nhận biết một chiếc máy CPO nếu như mà bạn không có hộp, hoặc là có khả năng hộp bị làm nhái thì sao? Ok, trong cái trường hợp mà các bạn không có hộp để các bạn kiểm tra thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra ở trong thông tin máy nhé. Đầu tiên là các bạn hãy vào phần cài đặt này, sau đó vào cài đặt chung, giới thiệu. Thì kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy là cái model kiểu máy này. Nó nếu như mà là hàng CPO thì cái chữ này nó sẽ là chữ F, còn ở đây mình chữ M thì nó sẽ là hàng brand new. Với các nhà bán lẻ uy tín bán máy với hộp nguyên bản thì bạn cũng có thể kiểm tra thông tin này ở tem máy phía sau hộp. Tuy nhiên thì mình vẫn là khuyên các bạn nên kiểm tra lại thông tin này bên trong máy sau khi đã active. Và cái điểm khác biệt cuối cùng giữa hàng CPO và hàng brand new chính là hàng CPO thì bao giờ cái giá của nó cũng dễ thở hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyên các bạn là đừng để cái giá này nó làm mờ mắt, và các bạn vẫn nên là kiểm tra thông tin thật là kỹ trước khi mua. Còn về hiệu năng thì các bạn cứ yên tâm là hàng CPO và hàng brand new không khác gì nhau cả. Và vì đây là hàng chính hãng được bảo hành bởi Apple, thế nên là bất cứ vấn đề gì các bạn cứ ra Cellphone.net thì bọn mình sẽ bảo hành cho các bạn nhá. Kết luận lại thì khi mà các bạn mua hàng CPO thì các bạn sẽ có một cái hộp hoàn toàn mới này, phụ kiện nguyên zin này, bảo hành 12 tháng này, và mức giá thì vô cùng là phải chăng. Để chi tiết hơn cho các bạn thì ở Cellphone.net đang có rất là nhiều mặt hàng CPO và mình sẽ để ở đây, đó các bạn có thể tham khảo nhá. Còn về cái chia sẻ cuối cùng thì mình vẫn khuyên các bạn là nên kiểm tra hàng thật là kỹ, đừng có vì giá rẻ mà chọn sai, tại vì đó là cái quyền lợi của các bạn cứ đè cái máy ra mà test cho mình nhá. Và đó là những chia sẻ của mình về iPhone CPO, và nếu như mà các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của S Channel nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.